đây là chú heo con thứ 15 ra đời. Chú heo con thứ 15 cũng được lau khô theo đúng quy trình. Nhúng rốn sát trùng và bôi bột để làm khô, làm ấm cũng như là kháng khuẩn. Sau đó thì cho vào lò nướng để sửa ấm. Và chúng ta thấy công việc của những anh em chăm sóc cái heo đẻ cũng rất là nhiều và liên tục. Chúng ta chăm sóc cái heo con, chăm sóc cái heo mẹ cũng như lau sát trùng. Công việc rất là liên tục và sự tập trung rất là cao độ.
trong vòng một ngày nó có thể khô lại và nó sẽ tự rụng. Đó là cái quy trình mới mà chúng ta áp dụng để có thể giảm cái nhiễm trùng rốn, tại vì khi chúng ta cắt rốn thì nguy cơ nhiễm trùng cao hơn đó, và chúng ta tốn công cũng như là không cần thiết. Thì nghiên cứu mới và người ta đã áp dụng cái quy trình mới là không cần cắt cuốn rốn, mà nếu trường hợp rốn quá dài thì chúng ta có thể thắt nó lại, chúng ta nhúng sát trùng cầu iốt, thì cái khả năng mà cái nguy cơ bị nhiễm trùng nó rất là thấp. Sau 20 phút mà heo mẹ vẫn chưa đẻ ra, vẫn chưa kết thúc cái ổ đẻ, thì chúng ta cân nhắc chuẩn bị có thể hỗ trợ nái, thì bằng cách là đeo bao tay dài vào, nhúng dầu bôi trơn ở đầu ngón tay, và chúng ta bảo đảm ra cái găng tay đó tiệt trùng sạch, và chúng ta đưa tay vào nhẹ nhàng theo cái phía đường phía trên của tử cung để chúng ta có thể hỗ trợ đưa heo con ra ngoài. Và chúng ta giới hạn hết mức việc dùng oxytocin để giảm gây rối loạn cái hệ nội tiết của hormone sinh sản của heo nái, cũng như giảm chi phí và giảm gây stress cho con heo.